Từ đất nước Nhật Bản xa xôi, nơi con người và thiên nhiên luôn gắn kết, cuộc sống yên bình bắt nguồn từ những điều giản dị nhất. Có một người đã dành 2/3 cuộc đời tâm huyết, âm thầm nghiên cứu với mong muốn đưa con người sống lại thanh xuân lần hai bằng khao khát, mong muốn và sự thấu hiểu con người Việt cùng sự tin tưởng đến từ đối tác tại Nhật Bản. Metao ra đời nhằm cung cấp đến người tiêu dùng Việt Nam những loại thực phẩm chức năng giúp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp từ trong ra ngoài, đem đến giải pháp làm đẹp bền vững. Nằm tại số 4 phố Huế, ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội, không gian của Metao mở ra như một Nhật Bản thu nhỏ, tách rời khỏi nhịp sống vồn vã của thủ đô. Tới với Metao, khách hàng sẽ chìm trong không gian yên bình, mang cảm giác chữa lành, xoa dịu thông qua những trải nghiệm đa tầng giác quan. Âm thanh róc rách của nước, tiếng nhạc thiền yên bình của Nhật Bản, những chú cá an yên bơi lội, hòa với cây cỏ và mùi của thiên nhiên, cùng những chén trà đậm vị. Chúng ta hãy cảm nhận không khí của vùng quê Akita yên bình nhất Nhật Bản, ngay lòng Hà Nội. Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm và đặt yếu tố chất lượng, sự tận tâm với khách hàng lên hàng đầu. Ngay từ khi mới vào hoạt động, Metao đã khẳng định những đóng góp của mình bằng sự thành công của sản phẩm nước tái sinh tế bào NFN 15.000 với tác dụng ngăn ngừa và cải thiện quá trình lão hóa, tăng cường sức khỏe, khả năng miễn dịch. NFN 15.000 được ví như sản phẩm làm sống lại thanh xuân cho khách hàng. Đằng sau những giá trị mà Metao mang lại là đội ngũ ban lãnh đạo tài năng và tràn đầy nhiệt huyết. Ông Trịnh Anh Đức, giám đốc nghiên cứu, bà Đào Thị Thoan, nhà sáng lập, giám đốc điều hành Metao, ông Đỗ Tô Hoài, giám đốc kinh doanh của Metao, ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc đào tạo toàn quốc. Tại Metao, đội ngũ nhân viên luôn hết mình, biến Metao trở thành tập đoàn cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp hàng đầu Việt Nam. Trẻ, năng động, sáng tạo, luôn mang nguồn năng lượng tích cực là những gì có thể thấy ở mỗi nhân viên tại Metao. Chất lượng tạo nền đẳng cấp và uy tín chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty. Trên chặng đường phát triển của mình, Metao cam kết mang đến những kết quả vượt qua sự mong đợi của mỗi khách hàng.